Rồi xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì cũng có một số anh chị hỏi mình là muốn may bao bì thì cần những các loại máy gì. Thì hôm nay mình sẽ review cho các anh chị xem nhé. Thì đây là con máy một kim nhé. Thì con máy một kim này thì nó sẽ sử dụng cho các anh chị là các anh chị có thể chắp dọc này, chặn đầu viền này và may những công đoạn như là chi tiết phụ như là may râu rượu này, chặn góc này, các thứ này. Đó, thì đây là con máy điện tử một kim nhé. Thì cũng có mã hàng nó dùng đến cái máy này, có mã hàng cũng không dùng đến cái máy một kim điện tử này nhé. Thì các anh chị cũng phải cân nhắc xem cái mã hàng của mình như thế nào thì các anh chị mới có thể là cơ cấu được máy của chúng ta nhé. Thì đây là mình chỉ có là review và giới thiệu cho anh chị tham khảo thôi nhé. Thì đây là con máy A4 này. Thì lưu ý là các anh chị chọn những con máy của chúng ta là hàng bao bì này, các anh chị phải chọn những con máy có mũi chỉ thưa 7 ly anh chị nhé. Thì tiếp theo đây là con máy cào bơi chân vịt bước. Thì con máy này nó may được những công đoạn như là may đáy này, viền đáy này và những công đoạn một kim nhé. Thì mình đang sử dụng con máy này là con máy cào cơ. Nếu mà anh chị có điều kiện thì các anh chị có thể nâng cấp lên những con máy điện tử thì nó có nhiều chức năng hơn và thao tác của nó sẽ nhanh hơn và công nhân chúng ta đã ra nhiều hàng hơn nhé. Thì con này thì nó may được tất cả những các loại hàng đường chỉ một kim nhé, như là may miệng cũng được này, may đáy này, đó, may đáy hàng ống này, may viền hàng viền này và những công đoạn chắp dọc có thể thay thế được cái con điện tử một kim ban lẫy nhé. Đó, con này thì nó có rất nhiều công dụng. Công dụng của nó là trong cái bao bì là dùng rất nhiều về cái dòng cào bơi nhá. Đó thì các anh chị muốn viền, muốn may hàng túi siêu thị thì chúng ta nên chọn những con máy cào bơi. Nếu mà các anh chị sử dụng con máy một kim thì những công đoạn này chúng ta sẽ không làm được nhá. Rồi đây là con máy lập trình nhá. Con máy lập trình này thì nó có giúp chúng ta là để chúng ta ghim quai. Đấy, may quai, ghim quai và đính quai nhá. Đó, thì con này nó chỉ làm được những công đoạn là chúng ta may quai được các bạn nhé. Đây thì mình đang sử dụng con lập trình rắc của hãng rắc nhé. Thì máy nó cũng rất nhiều hãng. Thì tùy vào các anh chị em chúng ta có thể lựa chọn và tư vấn của người bán nhé. Đó thì con máy này chỉ dùng được những công đoạn là may quai túi này và những công đoạn đính như là chặn đầu viền thì chúng ta cũng có thể là dùng được cái máy lập trình này nhé. Nó con máy này thì chúng ta may được các loại quai này thì chúng ta có thể được điều chỉnh được bài nó bao nhiêu theo cái nhà sản xuất, những khách hàng chúng ta đưa ra nhé. Thì đây là con máy hai kim nhé. Con máy hai kim này nó sẽ dùng cho các anh chị dùng vào những công đoạn chúng ta may hai đường chỉ nhé, như là chúng ta may miệng hai kim này, tức là những các loại hàng chúng ta sử dụng mà cần hai đường chỉ như miệng hai kim ấy nhé. Đó, chúng ta để may miệng này và để viền thân này, những cái hàng viền thì chúng ta có thể dùng, chúng ta viền những hàng quai dọc thân đó. Thì nói nôm na là những con này chúng ta sẽ sử dụng cho những cái mặt hàng mà có đường chỉ hai kim này. Đó thì đây là cái toàn bộ là cái xưởng gia công ở trên chỗ mình nhé. Đó, thì hôm nay mình cũng làm video này cho các anh chị tham khảo những dòng máy móc. Thì các anh chị muốn làm thì các anh chị có thể là xem tư vấn của công ty nhé.